một chiếc điện thoại vỏ thép của Nokia với thiết kế cực kỳ đẹp anh em nhé. Chiếc Nokia C601. Chiếc này thì là máy vỏ thép nên cầm anh em cầm trên tay cực kỳ đẹp và cực kỳ sang. Đấy, chiếc này của mình thì là hàng thị trường châu Âu. Nguyên hộp, máy đã qua sử dụng nhưng hình thức còn like new anh em nhé. Còn đẹp, rất là đẹp. Máy made in Hungary. Đấy, C601. Chiếc này thì ra mắt năm 2010 và nó đã hỗ trợ 3G Wi-Fi, màn hình cảm ứng điện rung. Đấy, anh em có thể thấy là cảm ứng rất là nhạy anh em nhé. Chiếc này là màn hình cảm ứng điện rung, nghĩa là chạm là nó cảm ứng thôi. Đấy. Theo mình đánh giá thì chiếc này bây giờ trên thị trường rất là hiếm hàng còn đẹp như này, hiếm hàng zin còn đẹp. Và chiếc này của mình thì là đã qua sử dụng nên là nó sẽ có chảy xước răm nhẹ nhưng tổng thể vẫn đẹp tầm 98%. Đấy. Anh em nào mà mua sưu tầm là máy phụ nghe gọi thì phải gọi là cực kỳ độc nhá. Cầm sang trọng không kém gì 6700 nhá. Mặt sau rất là đẹp, vỏ thép, cầm rất là đầm và nặng. Đấy. Đây, trong hộp thì hộp như nào thì mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem. Bên trong hộp thì máy nó sẽ nằm ở đây. Máy nằm ở đấy. Ok, mở hộp ra nó sẽ như thế này. Thì viên pin zin thì mình đã lắp ở trong máy rồi. Đây, vỏ thép rất là đầm nhá anh em nhá. Đấy. Viên pin zin là pin BL5CT. Pin là pin zin anh em nhé. Đây, mình mở luôn bên trong. Thì đây cho anh em xem này, các cái con ốc này, máy zin đét thì các cái con ốc nó phải sáng choang và mới đét nhá. Phụ kiện thì nó còn một cái thẻ nhớ 8GB ở trong này nữa. Đấy, nó còn một cái thẻ nhớ 8GB này. Quỳ tím, cái hình tròn này là cái quỳ tím nhá, chưa bị ẩm hay là bị nước thì nó sẽ còn trắng như này và nó không, nó mà gặp nước thì nó sẽ thành màu đỏ. Đấy, ok. Đấy là máy. Đây, mình lắp vào, pin ra ngoài. Con này thiết kế rất là đẹp luôn. Bên trong hộp thì gồm những cái gì nữa? Phụ kiện thì có máy và thẻ nhớ với pin rồi này, pin zin chuẩn này. Bên trong hộp còn một cái củ sạc. Nhưng mà con này là củ sạc này, không phải là củ sạc zin nhá. Cái củ sạc này hình như là của Huawei thôi. Cái này là chắc là chủ cũ họ bỏ vào, không có sạc nó họ bỏ vào thay thế. Đấy, một cái củ sạc này. Một cái tai nghe không biết là của Nokia hay là của bên nào, mà một cái tai nghe nhìn rất là hay nhá, cuốn rất là hay nhá. Cái này hình như mình đoán nó không phải là của nguyên của Nokia đâu, nhưng mà cái này chắc là chủ cũ họ bỏ vào thôi. Một sợi cáp USB, một sợi cáp chân dẹt, bên dưới còn một sợi cáp dài nữa. Cái cáp này nhìn rất là chắc chắn và dày dặn nhá. Cáp này nhưng cũng không phải của Nokia. Nói chung là cái con này thì là chủ cũ họ dùng nên là chắc là chỉ còn máy và pin và thẻ nhớ zin thôi, còn mấy cái này là họ bỏ vào cho mình có để dùng. Ok. Máy thì giá máy mình đã để ở phần tiêu đề, hoặc là anh em quan tâm thì liên hệ mình. Số điện thoại mình đã để ở phần tiêu đề, ở phần mô tả nhá. Anh em quan tâm thì liên hệ mình. Một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai. Đây. Sổ sách thì con này thì thị trường châu Âu nên là sổ sách tiếng châu Âu. Ok. Đây, máy rất là đẹp. Nokia C601. Chiếc C600 có một bản là C600 thì là cái con đấy là máy nhựa và nó trượt ngang. Con đấy thì màn hình cảm ứng điện trở nó không được nhạy như con này đâu. Con này với sang trọng này, màn hình always on display, nghĩa là con này nó là, nó gọi là gì nhỉ? Màn luôn luôn hiển thị đấy, nó có cái đồng hồ luôn luôn hiển thị đấy, nó y hệt trên dòng N8 và dòng C7 luôn. Always on display. Ok. Con này lắp pin vào, vỏ thép cầm cực kỳ đầm. Loa, máy đằng sau, mặt sau cực kỳ hầm hố anh em nhá. Anh em nào mà sưu tầm là máy phụ thì liên hệ mình sớm trước khi hết hàng. Chỉ có một chiếc này duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Phím tăng giảm âm lượng này, cần gạt khóa mở màn hình này, nút chụp ảnh nhanh này. Camera sau hai đèn flash kép này. Ok. Đấy, cạnh dưới là có các cái cổng kết nối. Ok anh em nhá. Rất là chất.